Thank you.
Không động tĩnh gì nhỉ? Dạ. Anh ra cho con hai nha. Ok rồi. Đấy, nó chính là nó nha. Năm giờ không. Mình sẽ câu lại cho các người kia là những con hụt chúng tôi. Xem nó bảo quá khó hiểu cái khẩu súng này. Để chúng ta sẽ có được một đứa trẻ thì có thể là một đứa trẻ của nó. Thank you.